Ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P. Ngày hôm qua ấy, thì nhà phát hành đã tổ chức một cái buổi livestream kỷ niệm 6 năm tựa game Rise Kingdom và có gửi đến anh em ba cái mã code. Thì mình sẽ để ba cái mã code nó chạy ngay lên trên màn hình thôi. Nhưng mà mình không biết tại sao mình chỉ nhận được có duy nhất một mã các bạn. Nên là các bạn hãy cùng thử xem là anh em ăn được những mã code nào nhá. Thì có một số bạn bảo là do ở bản Gamota ấy nên chúng ta chỉ nhập được một cái thôi. Nhưng mà mình thấy là có nhiều người nói ở bản quốc tế cũng không nhập được full các bạn. Hình như quốc tế chỉ nhập được có hai cái. Cái này thì do mình không có chơi quốc tế. À mà thực ra thì nick farm của mình hoàn quốc tế đấy, nhưng mà mình lại chưa có nhập ở nick farm nhé anh em. Các bạn nhớ nhập cho tất cả tài khoản các bạn. 3.000 đá quý rất là ngon, đặc biệt ở những tài khoản farm. Các bạn có thể dùng để nâng VIP hoặc là mua tài nguyên đúng không? Mua tăng tốc từ nick farm cũng được. Ở chuỗi sự kiện sinh nhật đợt này ấy, thì các bạn cũng sẽ thêm hai cái skin nhà tím bên cạnh nhà thiên đỉnh. Và mình thấy nhà tím đợt này rất đẹp. Không biết là có phải là game mới thuê được họa sĩ hay không, nhưng mà trông phong cách nó thiết kế khác hẳn ngày xưa luôn. Đầu tiên là một cái nhà tím, mình cũng chưa biết dịch ra tiếng Việt là cái gì. Dịch ra xong là bài hát à, là bài hát sâu thẳm gì đó. Chúng ta sẽ có là tấn công kỵ binh cộng 5%, nhà thiên đỉnh trừ công kỵ 10% thì nhà tím bù lại cho 5% công. Và đặc biệt là tăng tốc độ thu gom lên 5%. Như vậy ở đây sẽ là nhà quốc dân để cho anh em đi farm game nhá. Nhà rất đẹp các bạn, lần đầu tiên mình thấy có một cái nhà tím mà lấy cái màu chủ đạo là màu tím, màu xanh dương và màu trắng. Nó rất đẹp nha anh em. Và chúng ta sẽ có tới hai cái nhà tím. Đây là cái nhà tím thứ hai. Cái nhà này thì sẽ tăng tấn công bộ binh lên 5% và trừ máu cung đi 5%. Và tương tự như cái nhà tím hồi nãy, mình nghĩ đây cũng là một cái nhà tím rất đẹp luôn. Thật sự anh em nhìn cái nhà này, nếu mà chỉ cần cho thêm một số cái tia sét hoặc là đèn ông sao bay xung quanh ấy, là có thể thành nhà thiên đỉnh rồi đấy. Rất đẹp các bạn. Thật sự là lần này nhà phát hành gọi là thiết kế nhà cực kỳ đẹp. Còn đây là nhà thiên đỉnh, phải nói là quá đẹp đúng không? Nhà thiên đỉnh thì nó ăn nhau ở cái hoạt ảnh, phong cách thiết kế rất mới nha. Thì có lẽ là từ sau cái đợt kỷ niệm lần này thì Rise Kingdom sẽ cho ra mắt nhiều cái skin nhà theo cái phong cách mới như thế này hơn. Mình rất là ủng hộ nha, trông rất đẹp các bạn. Mỗi tội là không có speed để đua thôi. Thôi cố gắng nhịn đúng không? Nhịn đến khi nào mà các bot các bot chán, các bot không đua nữa thì các bot cho em xin cái skin nhà là ok. Và lượn lờ trên group quốc tế thì mình thấy có một cái thay đổi nữa. Và mình cũng có thấy một cái bài viết của fanpage Rise Kingdom đã post nha anh em. Đó là cái bản cập nhật sắp tới ấy, dự định là cập nhật vào ngày 18 tháng 9 là đã bị rời lại nha các bạn. Và lý do rời lại tại vì sao? Tại vì hai điểm. Điểm thứ nhất đó là hôm trước ấy, khi mà nhà phát hành thiết kế lại những cái mô đồ nhân vật ấy, các bạn thấy là con Ethelflaed này, Mina, Alex đúng không? Người ta nhá hàng ấy, thiết kế xấu quá, anh em chửi nhiều quá, anh em kêu gào nhiều quá, nhà phát hành đã ghi nhận ý kiến nên là sẽ delay cái bản update ngày 18 nhá. Và đặc biệt là máy chủ Trung Quốc thì con Saza này đã ra mắt rồi và anh em để ý là cái bảng tài năng của nó đã thay đổi. Hiện tại thì Saza sẽ có bảng tài năng là hỗ trợ, trong khi trước đó được nhá hàng là Saza sẽ ra mắt với bảng tài năng là skill. Thì như vậy anh em có thể thấy là đã có những cái bước điều chỉnh đầu tiên khi mà hai vị tướng cung mới thậm chí còn chưa được ra mắt ở trong game. Và mình nói luôn đó là dù bảng tài năng hỗ trợ hay kỹ năng thì nó cũng không ảnh hưởng đến vị tướng này. Do nếu mà Saza các bạn muốn phát huy khả năng hồi máu thì bắt buộc phải cho đi phụ. Nên là dù là bảng hỗ trợ hay là bảng kỹ năng thì đi phụ cũng không quan trọng lắm. Ngoài ra nếu mà cho đi chính ấy, thì với cái bảng hỗ trợ thì Saza sẽ có khả năng trâu bò nhiều hơn và hồi máu cho đồng minh tốt hơn một chút, do một số cái điểm ở bảng hỗ trợ ấy có tăng cái khả năng hồi máu lên 9%. Nhờ mình nghĩ là chắc anh em cũng ít ai mà cho con này đi chính đúng không? Cho đi phụ để lấy hồi máu, đam chuẩn cho nó sướng. Tiếp đó thì mình có thấy là nhà phát hành có đăng một cái video nói về những cái dự định phát triển trong tương lai. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 12 vị tướng, à không, 11 vị tướng mới ở trong năm vừa qua. Và nhìn vào số những vị tướng này thì mình không biết là anh em ấn tượng với vị tướng nào nhất. Nhưng mình thì ở đây mình ấn tượng nhất với Lưu Triệt, tại vì mình là một con dân bộ binh mà mình là kiểu gọi là chuyên bộ binh anh em. Lưu Triệt thật sự là một vị tướng quá ngon trong năm vừa qua. Đối với mình thì đây sẽ là vị tướng tuyệt vời nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm hai con tướng công trình và Gonzalo và Gazamada. Thì năm nay cá nhân mình thấy là hai con tướng công trình cũng thể hiện sức mạnh quá là tuyệt vời rồi. À mà không phải hai, bốn con tướng công trình các bạn, hai đạo xe mới đúng. Bắn quá rát, tôi đã thấy những chiến báo mà nó bắn bệ thờ lên tới là
20 triệu điểm tiêu diệt với những tướng công trình, thật sự là quá khủng. Và trong những cái vị tướng ở trên màn hình này thì không biết là anh em có thấy vị tướng nào flop nhất không? Ở cá nhân mình nhá, thì mình nghĩ là con Lapu Lapu và Bailey là hai vị tướng flop nhất của năm vừa qua. Các bạn thấy là Lapu Lapu được ra mắt đấy, thì ngay từ khi mà các bạn đọc bộ skill thì nó không có gì gọi là mạnh hơn Ji Sun Shin, thậm chí có phần còn yếu hơn. Đấy, khá là buồn cho một vị tướng tới từ nền văn minh cũng thuộc trong cái khu vực Đông Nam Á của chúng ta khi mà thể hiện không quá tốt. Và các bạn cũng thấy ấy, là Hera Lapu Lapu không được dùng nhiều mà người ta vẫn dùng là Hera Ji Sun Shin, đúng không? Ngoài ra thì Bailey P đấy, một con bài cũng đã được phân tích khá là nhiều khi nó mới ra, và cuối cùng thì hiện tại số lượng trên Open Field sử dụng cũng rất là ít. Mình còn nhớ là trong cái mùa All vừa rồi ấy, hình như là 1960 thì phải, họ có dùng Bailey đi phụ rất là nhiều. Nhưng mà về sau ấy thì tôi nhớ là đa số các đội đều đổi hết sang Justinian đi phụ nhá anh em. Nhiều bạn bảo là Bailey P vẫn mạnh khi mà 1960 dùng nó để chiến thắng những cái đội ở vòng bảng, nhưng mà anh em thôi, 1960 mà 1960 thì họ chơi con gì chả mạnh. Nó nên là Bailey với lại Lapu Lapu thì mình nghĩ là khá là flop. Và đó là ý kiến của mình thôi. Anh em suy nghĩ thế nào về 11 vị tướng trong năm vừa qua thì các bạn hãy chia sẻ mình ở phía bên dưới phần bình luận. Tiếp theo thì chúng ta đến với phần mà nhà phát hành chia sẻ về những cái cải thiện về cái hiệu năng của trò chơi, tức là giúp cho anh em chơi game bớt lag hơn đó. Ở đây thì nhà phát hành có nói đó là hai cái điều mà họ nghe được nhiều nhất. Đó chính là, mình sẽ xem người ta nói là gì, đó chính là buff infantry và fix lag nha các bạn. Có nghĩa là buff bộ binh lên và giảm lag đi. Thì có lẽ là cái vấn đề buff bộ binh, đúng không? Họ đã gọi là cải thiện được rất là nhiều rồi. Và cái team của họ cũng đang tập trung chỉnh sửa vào cái vấn đề lag. Và năm nay thì cái vấn đề mà được họ đặt lên gọi là trên đầu ấy sẽ là giảm lag cũng như là giảm độ trễ nha các bạn. Đó, như vậy là các bạn sẽ hình dung là tương lai thì game Rise Kingdom chơi sẽ mượt mà hơn. Họ sẽ gọi là điều chỉnh cho cái hiệu năng của những cái trận chiến lớn, nó sẽ đỡ lag hơn nha các bạn. Đấy là một cái cải thiện mà hôm trước mình đã nói rồi, đúng không? Thì cái anh này ấy, anh có nói đó là họ đã xác định được những cái vấn đề này là do có quá nhiều những cái thông tin không cần thiết được hiển thị ở trên màn hình. Đó, và cái máy chủ của họ ấy sẽ mất nhiều cái gọi là những cái data của trận chiến, dữ liệu trận chiến, đúng không? Càng nhiều dữ liệu thì cái độ trễ nó càng cao, và cái thời gian phản hồi của máy chủ ấy sẽ cần được cải thiện. Và những cái vấn đề này đã tạo nên cái áp lực về cái mặt thể hiện của game Rise Kingdom nhá, về cái mặt lag đó. Và tiếp theo thì họ sẽ tập trung vào việc đó là gọi là điều chỉnh những cái số lượng quân được hiển thị trên màn hình. Tức là thay vì anh em thấy một cái đạo quân to thì sẽ gọi là hiển thị ít thôi, hiển thị kiểu con tướng và con lính thôi. Nó sẽ gọi là đơn giản cái chiến trường đi để tăng cái tốc độ phản hồi của máy chủ, đồng thời thì sẽ cho cái tựa game ấy một cái update gọi là tối đa về cái mặt hiệu năng nha anh em. Và họ cũng đã chạy cái test ở trên những cái thiết bị Android tầm trung và những thiết bị iOS. Thì cái này hôm trước mình thấy game có nói rồi, đúng không? Họ đã test xong rồi. Ở đây thì mình chưa thấy có cái gì mới ở mặt fix lag. Thì chúng ta sẽ đến với cái kế hoạch tương lai tiếp theo. Ở đây mình thấy là có một đoạn rất là hay nói về cái cơ chế của hai con tướng cung mới. Đó, ở đây chúng ta có hai con tướng trừng phạt mới này. À không, bốn tướng luôn các bạn. Đó là William, SC, Lưu Triệt và Gogo là bốn con tướng có khả năng gây sát thương trừng phạt. Và họ sẽ tiếp tục gọi là để ra mắt những cái vị tướng mà có cái gọi là sự độc đáo trên Open Field, để và sẽ có những cái chiến thuật để counter những vị tướng đó một cách đó hay hơn. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có là con tướng mới Saza cũng như là vị tướng cung treo rong Thôi Oánh, là hai con tướng cung sẽ có khả năng hồi máu. Thì đây là cái đoạn mà mình muốn các bạn cùng theo dõi với mình, đó là người ta có sử dụng chiêu của con treo rong và Saza nhé anh em. Thì treo rong các bạn thấy là có một cái bộ skill xả ra, và đây các bạn cũng có thể thấy luôn đó là khả năng hồi máu của treo rong nhá. Mình thấy là có một cái bên này hồi đâu đó khoảng 3.000 và một cái số nhỏ hơn hồi khoảng 1.293, mình cho là 1.003 đi. Và đây là cái lượng sát thương gây ra, nó là 1.383. Đó, anh em thấy không? Tiếp đó là cái hồi máu 2.151, thì đây là cái hồi máu của con Tào Tháo nhá. Và đây là sát thương của Tào Tháo chém lên treo rong này các bạn. Rồi tiếp đó là Saza, các bạn thấy là Saza đi phụ
thì cái hệ số hồi máu được là 5215. Có thể thấy là cái hồi máu này cũng không quá khủng đúng không? Nếu mà các bạn nghĩ là cái hồi máu nó phải hồi mười mấy nghìn máu thì mình nghĩ là các bạn đã sai rồi, bởi vì các bạn có thể nhìn ở trong cái skill của con hoắc khứ bệnh ấy, thì hoắc khứ bệnh các bạn sẽ có hệ số hồi máu sau khi tiêu diệt kẻ thù ấy là 3000, thì đó là hồi máu thường. Còn con Saza đi phụ sẽ hồi máu là 2000 và đó là hồi máu hùng mạnh. Và phía nhà phát hành ấy họ cũng đã phản hồi là cái hồi máu hùng mạnh ấy sẽ tốt hơn hồi máu thường khoảng 20-30%. Thì mình cứ lấy cái hệ số 2000 đó mà mình tăng thêm khoảng 30% đi thì nó mới chỉ là 2600. Tức là cái hồi máu từ con Saza đi phụ ấy sẽ không tốt bằng cái hồi máu của hoắc khứ bệnh sau khi dứt điểm mục tiêu. Ở mùa này thì mình dùng hoắc khứ bệnh đi kéo man và đi đánh nhau rất là nhiều, thì mình thấy là hoắc khứ bệnh cứ mỗi lần dứt điểm mục tiêu ấy, lúc mà còn đầy máu nhá, thì nó hồi được đâu đấy khoảng tầm 6000 máu. Thì trên màn hình các bạn có thể thấy là Saza đi phụ hồi được 5200, như vậy là hệ số hồi máu không quá lớn. Và các bạn cũng có thể thấy cái sát thương gây ra, cái này mình không chắc là sát thương của Saza hay là của con nào nữa. Ở cái đoạn này nó khá là ngắn nha anh em, chúng ta sẽ cùng xem lại nhé để các bạn có thể phân tích về cái dam. Thì như mình đã dự đoán rồi, đó là mình nghĩ là hai con tướng cung mới ấy, chủ yếu nó sẽ thiên về khả năng hồi máu và hỗ trợ cho đồng đội thôi, và mình nghĩ là nó sẽ không có quá nhiều sát thương đâu. Đấy, các bạn thấy là treo rong sát thương được có 1300 này nó. Còn đây là Saza, thì Saza phát này thì nó có nổ là 1500. Cái 1500 này thì thực ra mình cũng chưa chắc nó là của con Saza nhá anh em. Mình sẽ xem lại một chút nhá. Đây, đây là con Mina nha các bạn. Nó Mina chém này. Mina chém sát thương 2200. Đó, cái 1500 này hình như sát thương của Saza đúng không? Đó, các bạn thấy là sát thương là không quá cao. Và cái hồi máu ấy, cái hồi máu các bạn thấy 3600 này là tới từ chiêu 1, hệ số 1400 của treo rong nhá. Và cái hồi máu tiếp theo là 1200, 1300 thì cái này là tới từ cái chiêu búp của con Saza, cái chiêu búp mà hồi máu 500 cho 3 đạo quân xung quanh ấy. Thì như vậy anh em có thể thấy là cái hệ số hồi máu này còn ít hơn mình kỳ vọng nữa. Mình đã dự đoán là nó sẽ hồi được tầm 1500 đến 2000 trên open field, nhưng mà hiện tại thì hồi được 1200 thấy hơi ít. Đấy, ở trong cái bài test này thì người ta cũng không có búp tăng quân, thì cũng có thể không có trang bị. Đấy, thì không biết là khi mà có trang bị nhiều lên thì cái hồi máu này nó có tăng nhiều lên không nha các bạn. Nhưng mà tạm thời thì mình thấy là có lẽ là sẽ chỉ trâu thôi, chứ các bạn không thể trông chờ một vị tướng mà vừa trâu vừa nhiều sát thương được. Ở đây thì cái anh phát triển này anh có nói thêm nữa là họ tập trung vào cái vị tướng Thôi Oánh ấy, là tập trung vào khả năng phòng thủ cũng như là sát thương phản công và phòng thủ công trình nha. Mình thì mình dự đoán là Thôi Oánh sẽ khá là khỏe. Chúng ta tiếp tục được thấy thêm một cái đoạn test nữa về Thôi Oánh. Thì các bạn sẽ thấy luôn là hồi máu, đó hồi máu được 3300. Và cái bên này thì đánh được là 900 dam. Mình thấy có thêm một con số hồi máu 5391, nhưng mà hình như là của đạo Ferenc đó. Đó, cái đạo này thì mình lại thấy là không có cho Saza đi phụ nhá. Ok, mình nghĩ là con Thôi Oánh này thì chắc là dép sẽ ngon thôi. Nhưng mà đánh đồng thì tôi không nghĩ là hai con tướng cùng mới đánh đồng sẽ quá tốt. Khả năng là cũng sẽ có người đánh đồng, nhưng mà nếu mà nói tốt thì tôi nghĩ là không. Có lẽ các bạn này nó chưa ra, nhưng mình nghĩ là có lẽ là không quá tốt. Tiếp theo thì nhà phát hành cũng có chia sẻ về hai cái câu chuyện mới ở năm 2024. Thì cả hai cái bản đồ KVK này hiện tại đều đã có ở trong game rồi đúng không? Một cái Alien Invictus này hình như là cái binh hùng thành cao, và cái Shifting Gear là cái map KVK cắm cọc á. Map gì nhỉ? Cường cung kình nỗ. Là hiện tại hai map này đã có trong game rồi, mình sẽ bỏ qua đoạn này nhá, tại vì chúng ta đã có trong game rồi. Thì đây là cái map KVK mới. Ok, thì cái map KVK mới này mình sẽ xem là map KVK gì. Bắt đầu với năm nay thì họ sẽ ra một cái câu chuyện, gọi là một cái key story, một câu chuyện key story hàng năm nha các bạn. Là mỗi năm sẽ có một câu chuyện. Thì ở đây chúng ta sẽ có, mình thấy là đang có người Viking này. Thì đây là trận chiến của người Viking và Anglo-Saxon đó, để kiểm soát cái lãnh thổ của gọi là nước Anh nha các bạn. Đó, ở đây chúng ta có một cái cầu. Ngày xưa mình có làm video ở cái cầu này là có một cái chiến binh cầm rìu vĩ đại đó. Ngày xưa mình có làm một cái video short về cái này. Nó sẽ có những cái địa hình mới này, thánh địa mới, đúng không? Con đường. Đó, cái map KVK này sẽ có khá nhiều cái mới. Ui, ai này. Các bạn nhìn này, ui, vãi nồi. Gọi thần à, gọi bot à.
À, thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến cái cốt truyện người Viking đúng không, với Anzo Laxon, mình thì mình không có biết về câu chuyện đấy các bạn. Nên là mình cũng không chắc là nó sẽ gọi là thể hiện như thế nào nữa. Chúng ta cũng đã được giới thiệu thêm một cái chế độ chơi game nữa, đó là chế độ chơi roguelike nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ chia thành nhiều tầng và các bạn sẽ lựa chọn skill. Ở đây thì mình thấy luôn là chúng ta sẽ có 5 người chơi ở mỗi tầng này, và các bạn sẽ lựa chọn úp những cái skill và các bạn sẽ đi qua từng tầng với nhau. Nó khá là giống cái map bản Ballad của Ian, nhưng mà thay vì các bạn đi trong một map thì đây nó sẽ chia thành nhiều tầng, và chúng ta cần phải lựa chọn skill làm sao cho hợp lý để các bạn có thể đánh qua được những con boss này. Game cũng sẽ nâng cấp thêm về cái chế độ cuộc đột kích Seoli và chế độ nhà gọi là vô địch Olympia để cho nó cân bằng hơn nhá. Họ sẽ tiếp tục cho thêm những con boss Seoli mới, và nó sẽ rất là thử thách nếu mà các bạn phải đối mặt với những con boss mới này. Công nhận đi, mỗi lần ra boss mới là kiểu gì ăn hành do nhiều ông chưa có gọi là đọc skill, chưa biết rành chơi đúng không? Nhưng mà khó quá thì nhiều khi anh em cũng nản. Game cũng nói là họ sẽ tập trung vào cái việc là làm cho cái hiển thị trên chiến trường trở nên sạch sẽ hơn này. Họ sẽ có thêm những cái filter và những cái cảnh báo trên open field. Và cuối cùng thì họ sẽ cho chúng ta xem một cái sneak peek, đó là về cái lễ kỷ niệm của tựa game Rise Kingdom sẽ được ra mắt vào ngày 23 tháng 9. Tức là cái chuỗi event sắp tới ấy, 7.000 game các thứ sẽ ra mắt vào ngày 23. Thì mình cũng dự đoán là Thiên Đỉnh tầm ngày 24-25, và tính nhất tôi đoán chuẩn phết. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện nhá. Chúng ta sẽ có con vẹt này, rồi shop kỷ niệm này, đăng nhập, rồi gọi là gặp lại bạn cũ, những event khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đây là một cái sự kiện khá là nhiều, có đánh boss Loha này, rồi đua Thiên Đỉnh này, đẩy thuyền này, đẩy xe bò này. Ui nhiều sự kiện thế, ui vãi, quá nhiều sự kiện anh em ơi. Thêm sự kiện Phúc Ngư May Mắn, đây là Tung Tích Sa Mạc. Phần quà ở đây mình thấy là có quần cam này, chọc vàng được 5 chọc khá là ngon, 5 vật liệu tím, một quyển reset skill. Tướng thì ở đây các bạn có thể lấy được tượng của một con tướng mà các bạn đã triệu hồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái về update đồ họa. Thì đây là những cái update đồ họa mới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là những cái con man rợ ấy, anh em, là sẽ giống nhau, tất cả man rợ sẽ giống nhau trên open field hết, chỉ thay đổi về số lính của những đạo quân man rợ thôi. Đồng thời thì họ sẽ thêm vào những cái đơn vị lính mới cho quân man rợ này. Đó, và tiếp theo là khi mà các bạn zoom bé bản đồ ấy thì bây giờ nó sẽ bị giới hạn nha. Là các bạn thấy là ở đây là zoom đến mức này sẽ là mức tối đa, zoom đây là mức tối đa các bạn, tức là nó kiểu nó sẽ có một cái giới hạn ở trên. Đó, cái này thực ra mình nghĩ là zoom như này là hợp lý rồi, cũng dễ để cho anh em zoom bản đồ hơn. Và đây thì có một cái thay đổi, đó là chúng ta sẽ có một cái nhìn chiến thuật hơn về map ở trong KVK, khá là hay. Mình thấy là có ghi cả thời gian mở đèo này, lãnh thổ cũng được làm đẹp hơn, rồi công trình, rồi gọi là những cái nơi mà đang có chiến tranh đúng không? Cái này thì hay, khá là giống bên game Call of Dragon. Điều này thì mình nghĩ là sẽ giúp cho những cái người leader và R4 ấy có thể dễ dàng gọi là quản lý, gọi là kingdom ở trong KVK hơn. Và đó cũng là tất cả những gì mà nhà phát hành mang đến cho chúng ta ở trong cái video, cái kế hoạch cập nhật trong tương lai khá là rõ ràng đúng không? Mình thấy là khá là ngon, nhiều event, và đặc biệt là chúng ta đã được hiểu rõ hơn về hai vị tướng cung mới. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.